Và chúng ta hãy cùng chào đón tiết mục đầu tiên sẽ cùng trở lại với sân khấu lúc này. Vâng, thưa quý vị thân mến, tiết mục mở màn chương trình của chúng ta đến từ câu lạc bộ thôn Đông Triều với bài hát Vào Chùa qua phần biểu diễn của ca sĩ Sơn Ca. Và xin một tràng pháo tay nồng nhiệt để chào đón tiết mục này. Xin mời. Năm nay sang năm nữa chúc.